Rồi, hello các bạn, chào mừng tất cả các bạn lại quay trở lại với kênh Cua Vlog 61. Thì hôm nay mình sẽ báo giá dòng xe Airblade 125, 150, 125 phiên bản mới 2022, phiên bản mà động cơ SP Plus các bạn nha. Rồi thêm 160 phân khối động cơ SP Plus luôn. Còn phiên bản 125 phiên bản cũ á, là SP bình thường. Nên là khi mà các bạn mua xe 125 thì các bạn nhớ lưu ý giùm mình cái đó nha. Một số bạn mua xe là hay bị lừa á, là cứ mua xe là động cơ thì giá là giá của 125 SP Plus, nhưng mà xe thì là xe động cơ 125 SP, nên là các bạn lưu ý vấn đề đó nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ báo giá trước cho các bạn, xong sau đó là sẽ nói một cái tình trạng mà chiếc xe của mình bị phải là chiếc Airblade 150 phân khối 2020, là cũng giống như vậy luôn á, tại vì năm sản xuất của nó 2020 thì gọi là 2020, nhưng mà y chang như những cái màu này, phiên bản này luôn, 150 phân khối thôi, thì bị một cái bệnh này. Nói chung là khó có người nào mà chẩn đoán được cái bệnh này lắm. Ra rất là nhiều thợ nhưng mà khó có ai chẩn đoán được cái bệnh này. Và có đúng một người thợ thì đã sửa được cho mình chiếc xe này, rồi bây giờ mình sẽ cập nhật giá trước nha. Rồi. Thì Airblade, các bạn đợi mình xíu. Airblade 125 phân khối phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ có mức giá là 43,5 triệu. Phiên bản 125 đặc biệt, phiên bản mới là 46 triệu. 150 phiên bản tiêu chuẩn là 57 triệu. Phiên bản đặc biệt thì sẽ có mức giá là 59 triệu. Phiên bản đặc biệt là phiên bản màu hơi xanh sáng sáng giống vậy nè các bạn, màu 150 nha. Rồi, Airblade mà đăng ký một lần nha các bạn, xe đăng ký một lần mình vẫn còn một vài chiếc cho các bạn luôn. Nếu như mà các bạn muốn tiết kiệm tiền á, thì các bạn có thể lựa chọn nó ha, thì 54 triệu đồng nha các bạn. Đó, xe mới hoàn toàn 100%, chưa đi, chưa lăn bánh, chưa qua sử dụng cái gì hết, chỉ là đăng ký một lần, ra tên, ra biển số, rồi để cửa hàng vậy thôi, để chạy doanh thu. Chứ thật ra là xe chưa đi, các bạn mua xe đó thì các bạn sẽ được lợi, nghĩa là các bạn sẽ được rẻ hơn xe như thế này. Và các bạn sẽ được sở hữu một chiếc xe mới hoàn toàn 100%. Cam kết với các bạn xe AB đăng ký một lần bên cửa hàng mình là mới hoàn toàn 100%. Ok ha. Rồi, Airblade 160 phân khối, phiên bản phanh ABS thì có mức giá là 59 triệu. Nó bằng giá với lại phiên bản đặc biệt của 150 luôn nha các bạn. 160 phân khối phiên bản giới hạn ABS thì sẽ có mức giá là 61 triệu đồng. Đấy, thì các bạn hãy thấy được giữa 150 và 160 nó chỉ chênh lệch nhau khoảng 1 đến 2 triệu đồng thôi. Thì các bạn có thể lựa chọn 160 là mà thấy ngon hơn, động cơ SP Plus nè, rồi máy móc chạy bốc hơn, đã hơn. Có điều bị rung ga đầu thôi. Thì xe Honda thì lúc nào cũng sẽ bị rung ga đầu hết các bạn ha. Rồi, một cái vấn đề này là mình sẽ chia sẻ với các bạn, nhưng mà mình phải nói trả góp trước. Thì nếu mà trả góp thì các bạn có thể đưa trước cho mình khoảng tầm 5-6 triệu đồng, 10% thôi, mình cam kết với các bạn là sẽ có được cái mức lãi cực kỳ ưu đãi nhất. Còn 50% tổng giá trị chiếc xe thì các bạn sẽ được nhận cà vẹt gốc mang về, nhưng mức lãi nó sẽ nhỉnh hơn nha, tại vì đem cà vẹt gốc về rồi người ta không có giữ của các bạn bất cứ cái gì hết trơn, xe cũng là của bạn, cà vẹt cũng các bạn, giấy tờ cũng là của bạn hết trơn rồi. Thì bây giờ các bạn có thể có quyền mà không trả cũng được nữa. Bạn không trả, các bạn làm nợ xấu, mình làm trong danh sách đen, các bạn cam chịu là mình là người nợ xấu nằm trong danh sách đen thì các bạn quỵt đi cũng được nữa. Nên là cái mức lãi ở 5% thì nó hơi nhỉnh hơn tí xíu. Đấy. Và thêm một điều nữa là cái bệnh của chiếc xe của mình á, thì bình thường mình chạy nó cái bánh sau các bạn như thế này ha. Đây mình cho các bạn xem. Rồi, thì cái chiếc xe Airblade của mình á, thì khi mà mình đi á thì nó bị một cái trường hợp là mình bắt đầu cảm thấy chiếc xe, cái bánh xe nó nặng các bạn ha. Nó nặng, mình quay mình chạy nó nặng, mà mình dắt xe mình thấy nặng, mình cứ nghĩ là nó bị xì bánh xe nên là mình dắt xe nó nặng. Rồi mình cứ để chạy, đi làm, đi công tác này nọ kiểu về thì cứ để chạy. Thì hôm đó thì mình kỹ thuật bên cửa hàng mình mới tưởng là do bị dính thắng, kêu nói mình đó là xe bị dính thắng nên là nó mới nặng bánh xe như vậy mà để vậy chạy được. Thì bạn mới xả bớt thắng ra. Thì khi xả bớt thắng ra cái là làm tinh chỉnh gì mình không biết trong đây nữa. Thì cái xe của mình đó, đầu mình cảm thấy chạy là nó nhẹ hơn tí xíu, nhưng mà nó bị sực. Đó là bánh xe chạy nó sực. Đấy, cái nồi mình nghe sực sực tới đèn xanh đỏ là mình thấy hạ ga xuống, là cái nồi nghe sực, đó là nó tắt máy luôn. Đấy, thì mình thấy ôi sao ngộ ta, tự nhiên cái xả thắng này nọ làm gì trong đây, xong mà tự nhiên cái nồi nó kêu quá trời luôn, mà cũng chả biết tại sao nữa. Thì tới tối mình đi làm về thì mình chạy xe chao nha bạn, nó rất là chao nha. Thì khi mà về tới nhà rồi thì mình gặp một trường hợp, đó chính là cái bánh xe này không còn quay được nữa,
không còn quay được nữa, cứng ngắc luôn. Vừa xuống xe tắt máy xe một cái là bánh xe nó không quay được nữa và nó cứng ngắc luôn, không dẫn đi được luôn. Thì nhà mình á là mới đầu đẩy chiếc xe của mình để lên dốc nhà để sáng mai đi sửa. Đấy, không đẩy được, không quay được bánh xe luôn nha các bạn. Thì tới sáng ba mình mới kêu một người thợ khác ở gần nhà để tới xem xe, thì người ta nói là do dính thắng nên là kêu xả thắng ra là được. Xả ốc thắng ra, cái là ba cũng đi về cũng kêu xả ốc thắng ra mà cũng chả làm gì được các bạn, cũng không thể nào quay bánh xe được. Thì tưởng là cái nồi nó bị cái gì rồi, tưởng là xe ngập nước này nọ, kiểu đi nhiều nước lội nước nhiều rồi mà cái nồi bị cái gì vấn đề gì đó rồi. Thế là mới đem ra ngoài cửa tiệm để mình sửa. Thì đem ra cửa tiệm thì đâu có lăn bánh được đâu mà chạy, đúng không? Lúc đó mới đề máy lên thử, có nghĩa là đó nó dùng hết sức mạnh dữ lắm là mà cái xe bánh xe mình nó mới quay. Và đề máy lên thử thì bánh xe nó quay, đề máy chạy thì bánh xe nó quay đi được, nhưng mà dừng lại một chỗ không đề máy thì cái bánh xe này nó sẽ không quay, nó đứng một chỗ cứng ngắc luôn, giống như bị khóa bánh luôn nha các bạn. Đấy, thì ra ngoài mới mở cái nồi ra, người ta tưởng là cái nồi mình nó bị gì. Đấy, thì cuối cùng mở ra thì ở trong cái nồi nó sẽ có một cái con ốc, mình cũng không biết diễn tả như thế nào, nhưng ai làm máy móc thì người ta sẽ biết. Một con ốc để chụp dưới chỗ cái nồi lại như thế này, khóa cái nồi lại á đó, thì dặn cái nồi lại với nhau á, thì con ốc đó nó bị quá mỏng, ốc chính hãng nó bị quá mỏng. Thì khi mà mình sử dụng một thời gian lâu dài á thì cái phần răng của cái nồi các bạn nó bị mòn bớt đi, thì con ốc này nó bắt đầu nó lỏng ra và nó không siết sát được, nó không siết sát được, nó quá mỏng và nó không siết sát được. Đấy, thành ra là nó bị bung ốc đó ra, và bị tình trạng là cái bánh cứng ngắc như này. Và lúc đó là người ta phải thay một con ốc khác vô, một con ốc đó 50.000 các bạn, lấy một con ốc khác dày hơn, xịn hơn, bự hơn nhét vô đó là bao các bạn đi thoải mái luôn. Đấy, câu chuyện nó hơi dài dòng tí xíu nhưng mà ý mình nói cho các bạn biết là nếu như mà các bạn gặp cái trường hợp giống như mình á, khi mà đi chiếc AB này á, thì các bạn có thể dẫn đề máy xe và chạy được nha. Nếu gặp trường hợp mà dừng xe lại mà xe không di chuyển được, cái bánh xe không đi được mà dùng hết sức để đẩy thử cái bánh xe, nếu mà nó lăn được thì các bạn cứ đề máy lên và các bạn chạy thì sẽ được nha, chạy sẽ được, nhưng mà dừng chỗ thì nó đứng bánh xe cứng nhắc luôn, cứ chạy là sẽ được rồi. Xong đó đem ra ngoài tiệm kêu người ta thay cái con ốc ở chỗ cái phần bố nồi của mình, thì người ta nhìn vô người ta sẽ biết thôi. Còn vấn đề mà nói là xe dính thắng này nọ, kiểu mà để xe nó bánh xe bị nặng này nọ kiểu thì không phải nha các bạn, nên kiểm tra kỹ nha. Cái vấn đề mà các bạn dắt xe mà bánh xe bị nặng là nên kiểm tra kỹ, một là thắng, hai là cái phần bố nồi con chỗ con ốc đó nha. Rồi, thì đó là một số chia sẻ của mình về cái trải nghiệm của mình về chiếc Airbag 150 phân khối của mình. Nếu mà các bạn thắc mắc vấn đề gì thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại bên góc màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo. Chúc các bạn có một buổi tối xem video thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.